chào nhá. Em, bà có nhà không? Đi đâu rồi? À. Em ở đây lâu chưa? À, bà đi đâu mà không biết á? Con của bà. Con nuôi á? Bà đi làm à hay đi lấy củi? Làm ở đâu? À, chưa có về không? Chưa có về không? Không về à? À. Bà mà bà bò ấy nhưng nếu lại không gặp nhỉ, không chưa hỏi đâu. Ướt hết rồi. Em cầm nha. Chào nhá. Ngựa bé quá nhỉ. Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quái Lalin. Ngày hôm nay thì chúng em tiếp tục lên trên chỗ nhà em sử. Đến nay là có mang cả quà cho bà bò. Nhưng mà đây là sang bên nhà bà là... Hả? Bà tên là gì? Không phải bà bò á? Bà bảo bà tên bò. Bà tên là Nghé. À, tên là gì? Nghé, Nghé. Sứ? Hả? Đấy, nó bảo gì? À, sang nhà bà bò thì không thấy bà đâu mà bà. Thấy cái anh kia là chắc bà con nuôi, phải con nuôi không nhỉ? Không phải con nuôi của bà đâu, con nuôi của ông kia thôi. À, chắc là con nuôi của chồng à? Con rể của... Con rể chứ. Con rể của... chồng. Của chồng. Chồng có một đời chồng, đời vợ đấy. Chồng thì có một đời vợ thì có một con riêng. Đấy thì anh ấy bảo là bà bò lên trên nương xuyên khung chắc mấy hôm mới về. Chắc ba bốn hôm về. Đâu anh Thành xem nào. Ướt hết rồi. May quá là anh Thành vẫn có một cái áo mưa tràn đằng trước không ướt hết. Còn cái áo mưa kia thì để đậy quà cho bà. Không là mì tôm ướt. Không lấy áo mưa đậy quà thì cũng ướt. Ướt hết. Này mưa có các bác lại dạ, lại nghỉ thôi. Này là bác một cái này cái tấm đan. Tấm đan bệ bếp ga. Này sáng nay thì bận đi chợ mua đồ. Nên đến đây thì lại gần đến giờ trưa này chị Vân nấu cơm. Hôm nay làm nem à? Sự đang nấu cơm. Bớ chứ. Làm gì á? Ôi, mưa to quá. À, nay hờ đi trồng lạc à? Thế chồng trả tiền hay cho ăn cơm? Không biết đâu, xử chỉ có không biết đâu. Qua thì nó đi với đội trẻ đi bắt cào cào xa lắm mà hả? Thế kia đi.
Giờ thì lại đến giờ cơm lại ăn cơm thôi cô bác ạ, à, chẳng làm được gì. Này có nem này, ở này là có măng này, đỗ luộng này, thịt xào đậu. Món thường thì không thể thiếu. Vâng. Thế là qua qua vậy để được. Đó, xử ngồi vào đi. Hôm nay thì bớ với lại hờ đi làm rồi. Không thấy à? Trên cao sự bà không biết đâu chị là chi đâu mà xin nhà là không biết mà ngư là không phải đâu bao tay đi đi bao sợ không ngồi nó kiểu kiểu vẹo người mời các bạn ăn cơm nhá, anh chị ăn cơm, mời sử ăn cơm. Mời các bạn cùng mời anh chị ăn cơm. À, bỏ cái dĩa nhập đùi đây cho nó gấp. Ừ, để đi ra đây. Đây này. Bà thịt ý. Ăn nè. Có cái bọt bên này. Khổ lắm. Này măng nứa. À, hiện tại thì bây giờ đã là giờ chiều rồi. Đây, chiều nay thì trời đã tạnh mưa một tí rồi đấy ạ. Bây giờ thì anh Tuyển sẽ làm cái mặt bằng để mà chuẩn bị đổ cái tấm bệ bếp ga. Có xây được không hả bác? Chắc xây rốt mấy bên này đi đổ tấm gì thôi. Cái ướt quá nhỉ? Ướt nó cứ chảy nước hết là gì. Vâng. Đấy, sáng nay là các bác cũng làm được rồi chứ. Đây này, xong rồi. Vâng. Trên này thì mấy ngày hôm nay thời tiết rất là khắc nghiệt, thay đổi thất thường. Lúc ở nhà thì không có mưa, lên đến gần đến nơi thì mới bắt đầu mưa. Trời không mưa là chiều nay là xây xong rồi chứ bác nhỉ? Đây này. Lúc nữa thì xong cái này rồi. Không mưa thì sáng nay đã xong rồi. Được nghe hết. Chuyện không xây. Này cứ xây xong cái lại thấp xuống. Vâng. Nó chảy hết à. Đổ tấm đan thôi. Gạch ướt nữa. Vừa ướt nữa. Tấm đan này phải xin để tắm. Hôm qua là chị bớ giặt quần áo cho hờ rồi à? Anh ơi, hay là bây giờ ngớt mưa rồi mình sang nhà bà bò xem một tí đi nhỉ? À. Xem là bà có về hay chưa? Đóng cửa rồi. Vâng, đi hỏi bác này xem nào. Nhà thì đóng cửa rồi. Ôi chú ơi, cho hỏi chút. Chú thấy bà bò đâu? Bà nó đi làm rồi. Đi làm ở tận đâu ạ? Trên bao giờ về ạ? Tí chú rồi tối cho 6 giờ về. Sáng nay có một anh ở trên ở dưới này, một cháu hỏi thì anh ấy bảo là chắc bà đi làm nương thì mấy hôm mới về. Đi làm nương xuyên khung ấy ạ? Chắc không phải chứ. Không phải à? Sáng nay chú thấy có bà ở nhà không? Sáng nay thấy mà. À. Sáng nay nó đi... chú nhìn thấy nó lê chứ đưa một cái chú ấy đi đâu mà. À, thế thì phải tối muộn mới về à? Vâng, chắc thế. Ừ. Vâng, thế cháu cảm ơn ạ. Cảm ơn nhá. Vâng. Vâng. Bà mà về chú bảo bà là sáng mai cháu qua nhà tí nhá. Qua thăm bà tí ấy. Bà là cứ ở sáng mai ở nhà đợi nhá. Vâng, cảm ơn nhá. Bà chú ơi. Này gửi cô bác ơi. Chẳng biết bao giờ bà về. Sáng nay anh kia thì bảo là mấy hôm bà mới về, còn thứ này thì bảo chắc là tối về. Thì vợ chồng em có ở nhà xa nên là cũng không đợi được bởi vì tối nay còn có một chút việc nữa ấy. Chắc chiều nay thì cũng về sớm thôi.
Này, hẹn vậy thì nếu như mà tối nay bà về thì sáng mai mình sẽ lên sớm. Lên sớm về thăm bà. Cô ba ơi, thì em có cũng xin phép là chia sẻ một chút về hai chị em Hờ ạ. Nãy hai chị em Hờ thì trong thời gian vừa qua thì cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân cũng như quý vị khán giả. Cảnh thì rất là đáng thương rồi. Này, bố thì nghiện đi lang thang là cũng chẳng về. Này, hai chị em thì mỗi người một nơi. Này, theo như em có tìm hiểu ấy ạ, thì mọi người cũng nói là hai chị em Hờ thì sắp tới là sẽ đi học ấy. Thì đi học ở dưới kia thì có gọi là gì nhỉ, có chế độ của nhà nước ấy, là nhà trường sẽ nuôi cơm và hàng tháng thì cũng sẽ được thêm gạo. Thời gian vừa qua thì những cái đồ cần thiết mà cần phải mua thì hiện tại đã có các mạnh thường quân ủng hộ. Có cũng rất là cảm ơn các cô các bác đã quan tâm đến em Hờ. Kể cả bà Bò cũng thế. Bà thì hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt đấy, chồng cũng nghiện mà cũng chẳng làm gì đấy. Ngày nay trời mưa to như này mà một mình bà cũng đi lên nương xuyên khung ấy. Đấy, em có thật sự là cũng rất là muốn giúp đỡ bà một cái gì lâu dài. Nhưng mà cũng rất là khó bởi vì bây giờ là còn có cả chồng nữa. Còn hai chị em Hờ thì là em Hờ thì vẫn còn bà ngoại này. Thế em có nghĩ là còn bố thì bố phải có trách nhiệm để mà chăm nuôi hai em. Đấy, chứ mình cũng không thể nào mà vươn con để như thế được. Sắp đi học rồi mà, hình như năm nay chắc là có lịch là tháng 9 là đi rồi. Đấy, độ khoảng 2 tuần nữa là hai bé sẽ đi. Về quần áo này thì hai em sẽ có, mấy hôm nữa thì vợ chồng em có sẽ mua dần dần cho hai em. Chắc cái này các bác cũng đổ lốt này nghỉ chắc nghỉ thôi anh ạ. Mưa quá, các bác Hà bảo gạch ướt lắm. Ướt không xây được đây. Sáng nay đánh vữa ra rồi. Chỉ với bác Hà cắt sắt. Thôi chắc chúng em đi về trước đây ạ. Vâng, mưa quá cũng chẳng làm được gì. Các bác cũng về ý áo này á? Về nhà một tí. Vâng, thôi chúng em đi về trước đây ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Dạ.